một bộ phim của Lưu Mỹ Cường và Alan Moss. Giải Kim Mã, đạo diễn xuất sắc nhất. Nam diễn viên phụ Hoàng Thu Sinh, nam diễn viên chính Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Vô Văn Đạo. Đón xem phim Vô Văn Đạo trong Vue Cine vào 21 giờ tối nay trên Channel V.